Xin chào anh em và xin chào quý vị khán giả trên kênh Chuyện Đông Bị Cô Tí. Hôm nay mình đi vào một cái nhà sách cũng thuộc loại khá lớn ở Toronto. Và mình cũng muốn đi kiếm cái cuốn sách Một Thoáng Ta Rực Rỡ gì ở Nơi Nhân Gian. Thì đầu tiên thì mình sẽ đến cái máy vi tính để mình tìm cái cuốn sách này, kính thưa quý vị. Đầu tiên là mình sẽ đến tìm cuốn sách này. Sau một lúc mình tìm hiểu thì mình biết là sách của Ocean Vương nó nằm ở trong cái ký tự V. Thì mình đi đến đây để mình kiếm coi. Đây là chuyện kinh dị. Chuyện là X, Y, Z, rồi W, rồi tới chữ V. V đây. Thì mình kiếm coi cái chữ V nằm ở đâu. Thì mình thấy là cái chữ V đâu rồi nhỉ? Không thấy cái cuốn sách chữ V đâu nhỉ? Sao tác giả đây là Woman of Good Fortune, thường là tiểu thuyết nó rất là nhiều. Đây và mình tìm thì mình thấy ở đây có đây có Vanessa, rồi có Lucy Vine, có Laspo of Tanger, có đây rồi, Ocean Vương, Một Thoáng Rực Rỡ Nơi Nhân Gian. Thì đây là nó nằm trong cái kệ có chữ V. Và bây giờ thì hãy cùng mình đến cái ghế để mình lấy ra coi. Sau khi mình đi một cái vòng nhà sách cũng khá là lớn ở tại Canada thì mình mới tìm được cái cuốn là Một Thoáng Rực Rỡ Nơi Nhân Gian gì của Ocean Vương, để mình lại kia mình ngồi ghế mình review coi cái cuốn này nó nói cái gì mà mọi người ở Việt Nam cho là sách cấm lên án. Thưa cả nhà, thì cuốn tiểu thuyết này mình đọc thì mình thấy là nãy giờ cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng mà tiểu thuyết gia mà muốn nổi tiếng mà viết cái chuyện về chính trị, về cái chính trị là cái chuyện dở. Ở đây viết về chính trị thì là chuyện dở, mình không thích lắm. Để mình tìm cái đoạn nào mà nó có cái gì hấp dẫn không? Quý vị đợi một chút nha. Ví dụ cái đoạn này là: Hãy giúp anh, con chó nhỏ. Cô ấy nhấn tay tôi vào ngực cô ấy. Hãy giúp tôi duy trì sự trẻ trung. Hãy get this snow off of my life. Get it all off my life. Một cái cách nói chuyện kiểu tính dục. Tôi đến để biết vào buổi trưa hôm đó sự điên cuồng thỉnh thoảng dẫn đến sự khám phá tâm trí tôi và những điều sâu thẳm hoàn toàn sai lầm. Căn phòng lúc thì đầy ắp và lúc thì lại chan chứa với những cái giọng. Snow fell from her head. Người ta dùng chữ snow có thể thay bằng cái tinh trùng hay cái gì, có thể là như vậy. The hardwood around my knees whitening at the past unfolded around us. Thì mình nghĩ đây là một cái loại truyện tiểu thuyết mà tình cảm thôi. Nó không đến nỗi mà gọi là quá đỗi là sách cấm. Nhưng mà thú thiệt với quý vị khán giả là cái đề tài này thì nó của New York Times bestseller, thì Ocean Vương cũng là một cái tác giả coi như là bán sách bán chạy. Thì cái chuyện này thì theo mình á, là đầu tiên á, là cái người dịch thuật ở sách ở Việt Nam á, là dùng lời lẽ nó không được thanh thoát. Và cái thứ hai là cái lứa tuổi lớp 11, 12 của trường quốc tế, thậm chí là những cái trường trung học bình thường cũng không nên lấy cái tác phẩm này để giảng dạy. Bởi vì thực sự một cái tiểu thuyết như thế này là một tiểu thuyết đọc chơi thôi, đọc giải trí thôi, thì nó không đáng để làm một cái tác phẩm để giảng dạy. Còn nếu mà nói dạy về tiếng Anh thì dạy những cái từ ngữ như thế này thì nó quá cao siêu. Theo mình thì thứ nhất là cái văn hóa của Việt Nam mình nó không phù hợp với cuốn sách này. Chỉ vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Chứ thực ra cuốn sách này thì nó bán trong một nhà sách lớn của Canada, nó không phải là sách cấm. Còn riêng ở Mỹ á, thì cuốn sách như thế này á, thì chắc chắn là có khoảng từ 10 cho tới 20 bang. Và cái tiểu bang mà tí biết nhất là cái tiểu bang Florida.
là tiểu bang chắc chắn là cấm cái sách này trong thư viện của tiểu bang luôn, và cấm sách này ở trong thư viện của trường học luôn là cái chắc rồi. Cho nên là đừng có ai nói là văn cái cách giảng dạy là văn minh khai phóng gì đó, những cái giáo dục mà kiểu khai phóng văn văn minh gì đó là không có ở trong nước Mỹ đâu nha. Những đảng Cộng hòa tuy là những đảng gọi là phương Tây, là chống cộng, nhưng mà họ vẫn coi như là không có đồng tình với cái việc mà đưa những cái sách tính dục này vào trường học. Cho nên là theo mình thì cái chuyện mà nói là Bộ Giáo dục hay Sở Giáo dục đưa cái cuốn sách này vào thẩm định thì theo mình là không nên thẩm định, mà là cấm cấm tiệt, bởi vì cái văn hóa Việt Nam nó không phù hợp với cái loại sách như thế này. Thực ra đối với mình thì mình đọc sơ sơ một vài trang thì mình thấy là nó là một dạng sách tính dục. Nếu mà như cái thời của mình thì có những cái câu chuyện như cô giáo Thảo, chú Kim, những cái chuyện mà mình truyền tay nhau, quý vị. Còn ở bên Mỹ thì ở bên Canada thì đây là một cuốn sách thoải mái, và Canada là cái đất nước mà tự do về tính dục hơn là ở Mỹ, theo mình được biết như vậy. Và cái cuốn sách này ở tiểu bang Florida là cấm nha quý vị. Cho nên là chúng ta khi mà tìm hiểu về lịch sử hay là văn học văn hóa thì chúng ta nên đến tận nơi, dây tận mặt. Hiện tại thì cái cuốn sách này ở Canada nó bán cái giá là khoảng 18 đồng Mỹ, 24 đồng Canada, và tác giả Ocean Vương. Thì cũng có nhiều quý vị nói là Ocean Vương là con của Ba Que, thì mình chỉ biết vậy thôi, nhưng mà thực tế thì để được làm một tác gia của New York Times bestseller thì nó cũng không đơn giản tí nào. Và văn phong trong tiếng Anh, từ ngữ của nó cũng rất là khó dịch, ngay cả bản thân Tý thì Tý cũng không chuyên nghiệp về dịch cái văn phong này. Kính thưa quý vị, và đó là cái phần review ngắn mà mình cũng muốn truyền tải tới quý vị, là theo mình thì là không đồng ý cho cuốn này trong lưu hành trong cái văn hóa của Việt Nam, và trong cái môi, nhất là trong môi trường giáo dục của Việt Nam. Để gọi là bộ bộ giáo dục hay là sở giáo dục thẩm định thì mình nghĩ không nên thẩm định, cấm tiệt những cái loại sách mà dạy về cái văn phong rất là đồi trụy theo cái kiểu tiếng Việt. Chừng nào á mình mà có được các nhà dịch thuật á mà dịch dùng những lời lẽ thanh thoát á, thì mình lúc đó mình mới nói là có thể đưa vào giảng dạy. Còn mà nếu mà dùng những lời lẽ mà tục tiểu như những cái chuyện mà người lớn á, 18 cộng á, thì mình nghĩ là không nên đem vào trường để giảng dạy. Cảm ơn quý vị khán giả, đó là cái phần review ngắn của mình về cái tác phẩm của Ocean Vương, một thoáng ta rực rỡ nơi nhân gian. Cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những cái review khác. Nếu quý vị muốn review cái gì ở bên Mỹ thì cứ nói Tý nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở Canada cũng vậy. Bye bye.